Vâng, em xin chào toàn thể các bác là thợ bẫy chim trên mọi miền Tổ quốc nhé. Và anh em nào yêu thú bẫy chim thì lời đầu tiên thì cho em gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các bác, nhiều sức khỏe, nhiều thành công nhé. Hiện tại em nay hết mùa chim ngói rồi, em chuyển sang đánh chim cu gáy đây. Thì em cũng nhà em chuyên cung cấp nguyên lưới để bẫy chim cho anh em. Hiện tại thì em đang đánh cái bộ lưới này, nó là dài 12 mét, cao 2 mét 3. Đấy là cái lưới này, hiện tại là cái lưới mắt 9 phân sợi 6 nha các bác nhé. Em đánh cu gáy đấy. Đấy, đây là hiện tại em, các bác gì có thấy gì không? Đấy, em đang đây này. Đấy, cái sợi này rất là to, sợi này là sợi to thì anh em hay thường ở trên Phú Thọ hay là ở trên Cao Bằng đấy, Lạng Sơn là anh em hay đánh cái sợi to. Còn nếu mà anh em nào mà đánh cái sợi bé đấy, sợi nhà em thì nó sẽ có loại sợi 3 này, sợi 3, sợi 4 và sợi 6. Đấy, mắt từ mắt 3 để đánh chim cu ngói hoặc là cu gáy, cu vẫy hay gọi là em hay gọi là cu sen đấy. Đấy, cu vằn đấy. Thì nó lại mắt đây, anh em nào nếu muốn đánh mắt thoáng mà loại sợi mà sợi mảnh, sợi 3 thì nhà em có nhá. Em có hết đủ các loại kích cỡ, từ mắt 8 phân cũng sợi 3 hoặc sợi 4, sợi 6 đều có. Đấy, anh em nào dùng loại nào thì em sẽ cung cấp hết cho anh em loại đấy. Thì nhà em làm theo yêu cầu của anh em. Từ 7 m cho đến 8 m, 9 m, 10 m, 12 m và 15 m nhá. 13 m cũng có. Đấy, anh em nào cần cái loại kích cỡ như nào, đúng theo cái đánh theo địa hình thì em sẽ cấp cho anh em là lưới như thế. Đấy, mắt đủ các loại kích cỡ mắt luôn. Còn anh em nào đánh thích đánh mắt 6, có mắt 6, nhà em nó có đủ mắt từ mắt 3 phân cho đến 9 phân đối với lưới rủ. Còn lưới cước thì anh em nào thích đánh lưới cước mắt 8 phân, 9 phân, 10 phân, 12 phân nhá. Sợi cước Thái, sợi cước 25 này anh em nhìn này, đây này. Đấy, đây là màu đúng màu rơm rạ luôn, mà em nói thật là em nhuộm màu này màu nâu đất đấy các bác. Đấy, ra ngoài rồi giờ đây em không phải cắt gốc rạ gốc đâu nhá. Đấy, lưới được bao trùm lên trên gốc rạ luôn, thoải mái, chung thịt thoải mái luôn. Đấy, các bác nào cần là bao nhiêu dài, bao nhiêu mắt cao, bao nhiêu mắt đánh xào cao 3 mét hoặc 2 mét rưỡi, 2 mét đều cắt cho các bác luôn nhá. Đấy, để các bác sử dụng. Đây còn mồi mồi vỉ của em đây. Nói chung là mồi vỉ này ok luôn đấy các bạn. Đấy, anh em nào cần vỉ nhá, cần vỉ thì em sẽ bán cho anh em cái vỉ luôn. Cái vỉ này nó đầy đủ luôn. Nó là 150 này, em bao ship luôn nhá. Đấy. Đây, anh em này. Đấy. Ok luôn nhá. Đấy, anh em nào cần thì còn đây cái bội đây. Đấy, cái bội nào anh em cần thì em bán bội cho các anh em nhá. Đấy, anh em nhìn xem cái lưới của em làm như nào, ok chưa? Còn tí nữa có kết quả em sẽ quay cho anh em xem nhé. Anh em nào thấy yêu kênh của em thì hãy đăng ký kênh, ủng hộ kênh cho em. Hoặc anh em nào cần lưới thì cứ liên hệ trực tiếp với em nhé. Số điện thoại thường em để trên các màn hình của video đấy. Em chào toàn thể các bạn và hẹn các bác video tiếp theo ạ.